khán phòng buổi sáng ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Du Thị Bảo, tôi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. 여러분 안녕하십니까? 저는 베트남에서 베트남 호치민에서 온 Du Thị Bảo입니다. 여러분들을 인사드립니다. 자, 우리 Trước khi đến với Atomy, tôi đã từng tham gia 12 năm cho các công ty đa cấp. Và tháng 10, tôi đã đạt được những thành công nhất định. Vào tháng 11 năm 2017, tôi đã biết đến Atomy. Atomy 만나기 전에 저는 12년 동안 다른 단계 경험하였습니다. 그리고 그 회사에서 얻은 자리 성공했습니다. 작년 2017년 11월 애터미 알게 되었습니다. Và cũng tháng 11 năm 2017, tôi đã đến đây tham dự hội nghị vinh danh các thành viên xuất sắc lần thứ nhất. 그 후에 속리산에서 애터미 석세스 아카데미 참석했습니다. Qua đó tôi nhận thấy Atomy có những sự khác biệt so với các tập đoàn khác. Ở Atomy, tôi nhận thấy tình yêu của chủ tịch tập đoàn bao la dành cho các thành viên và tình yêu của các thành viên dành cho nhau thân thiện như một gia đình lớn. Atomy 참석해서 회장님 강의 듣고 회장님 큰 사랑 받았습니다. 그리고 애터미 사업자분들을 한 가족처럼 지냈습니다. 그것은 제가 느끼고 보았습니다. Atomy có 3 văn hóa mà các tập đoàn khác không có. 여기 와서 저도 알고 있는데요. 애터미 3대 문화, 그것은 다른 단계 없습니다. Về lại Việt Nam, tôi đã truyền lại tình yêu bao la này cho các bạn Việt Nam thân yêu của chúng tôi. 회장님한테 큰 사랑 받고 베트남 돌아와서 그 사랑 우리 사업자분들을 그리고 주변 사람들을 그 사랑이 나누어 주었습니다. Và ngày hôm nay cùng đến với tôi trong hội nghị vinh danh lần này có 30 bạn là các leader của các tỉnh thành của Việt Nam cũng cùng đến tham dự. 오늘 저와 함께 우리 파트너분들을 30명 참석하셨습니다. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng với tôi trong sự nghiệp Atomy. 베트남 사업자분들을 저 믿고 따라와 주셔서 정말 감사드립니다. Mục tiêu của tôi sau 5 năm tôi sẽ đạt cấp bậc cao nhất. Trong một phần nữa, Vietnam Open 하게 되면 5년 후에 Imperial 도전하겠습니다. Ước mơ của tôi là tôi bảo trợ được cho một trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và những người tàn tật. 저 꿈을 요양원 그리고 장애인 센터 기부하겠습니다. Và Atomy sẽ là công cụ để tôi thực hiện ước mơ này. Atomy 통해서 그 꿈은 이루하겠습니다. Xin các bạn cho một tràng pháo tay cổ vũ cho Atomy Việt Nam ạ. 여러분들을 베트남 Atomy 큰 박수 부탁드립니다. Xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công cùng Atomy ạ. 여기 모든 사장님분들은 포기하지 말고 꼭 건강하고 성공하기 위해서 열심히 하겠습니다. 아싸, 아싸, 아싸. 네.